Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. Prime Lending Direct Lender, làm loans trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ, liên lạc Thiên Hương và Thảo Lê, 714-988-8181. Kính thưa quý vị, thấm thoát trôi qua mới có ngày hôm nào mà bây giờ đã lại một tuần lễ. Chúng tôi là có cơ hội gặp bác sĩ Mai của Đạo ở đây. Nhưng sáng nay thì chắc là quý vị sẽ ngạc nhiên khi thấy đội ngũ của chúng tôi có thể 1, 2, 3, 4, 5, 6 người tất cả. Wow, kính thưa quý vị, đẹp nhất là cô Huyền Trân đứng ở phía sau ở giữa. Hôm nay thì ngoài bác sĩ Mai của Đạo, chúng tôi có cô INS là cô Hồng và cô Huyền Trân cũng có mặt trong chương trình của chúng tôi. Chắc quý vị biết rằng gần đây thì rất nhiều người nói đến vấn đề sửa sắc đẹp, và cái sửa sắc đẹp nó không dành riêng cho nam giới hoặc nữ giới. Và hôm nay thì chúng tôi đi ngoại lệ vào một nam giới. Bên cạnh chúng tôi có anh Lân, là một trong những người hôm nay anh sẽ là một người được chăm sóc bởi cô Hồng, cô Huyền Trân và bác sĩ Mai Cô Đào. Chúng tôi muốn nhường lời cho bác sĩ Mai Cô Đào về chương trình sáng nay, thưa bác sĩ. Vâng, anh Trọng, anh Tuấn và kính thưa quý vị, hồi trước thì quý vị nghe nói là facelift đúng không? Mình nâng da mặt á, căng da mặt, căng da mặt. Và thường of course khi mà mình lớn tuổi thì cái mổ xẻ là the best, nhưng mà mổ xẻ nhiều người sợ, nó nhất định tôi không muốn mổ, nhất định tôi không, tại vì mổ xẻ cũng có cái scar, có cái thẹo đằng sau, như là như hạn như anh Lân nha, anh Lân nhìn này trước thì nếu mà anh Lân á mà mình nâng da mặt anh Lân á bằng cách căng da mặt á là the best đúng không? Thì bây giờ mà anh Lân thì không muốn mổ, không muốn có thẹo, mà rồi ví dụ như là sometimes cái giá, cái cost nó cũng cao hơn. Dạ. Cái số tiền đi, số cũng tiền cao hơn, nhưng mà làm mổ xẻ. Thì một số người nói ok, tôi làm bây giờ làm tạm, làm cái gì đó mà không có mổ xẻ. Bây giờ ở đại hàng hot nhất bây giờ là chỉ. Dùng cái sợi chỉ nó gọi là PDO thread, kính thưa quý vị. Cái chỉ này là giống một cái loại chỉ mà giống như là collagen vậy á. Tự nhiên là gọi là kéo chỉ căng da mặt. Đúng rồi, để mà căng da mặt bằng cách kéo chỉ đó. Thì mình sẽ lấy cái chỉ mình căng lên, mình nâng lên như vậy. Thì bây giờ chị Hồng á là expert của nâng da mặt bằng kéo chỉ, về chị Hồng biểu diễn để liền cho anh Lân với quý vị coi nè, cho quý vị thấy this live show nha. Kéo trực tiếp luôn đấy, kéo tức là có cái sợi chỉ như vậy nè. Nếu mà quý vị thấy á, cái kim á nhìn nó cũng hơi dài lắm, nhìn thấy, nhưng mà rồi tất cả người có thuốc tê hết không có sợ. Có một sợi chỉ á, nằm trong cái kim này nè, mình bỏ cái kim ở dưới, mình rút cái kim ra, sợi chỉ nằm trong dưới da mình. Tức là nó luồn á, đúng rồi, có hai cái, có chỉ một cái kim màu xanh. Đúng rồi, chỉ nó màu xanh màu tím nằm trong cái kim. Thì khi mà mình lần cái kim này nó hay lắm, nó không có nhọn ở cái đầu, nó là blunt, nên mình đi ở dưới da mà không có bị cắt da mặt của mình, không bị cắt mạch máu, không bị bầm nhiều. Ok, hiểu không? Kính thưa quý vị theo dõi hình ảnh của anh Lân đang được cô y tá Hồng đang thử nghiệm bằng một cái mũi chích. Thường thường, of course. Mình nếu mà mình có cái... thường thường, ngay trong văn phòng thì of course nó more comfortable, nó nằm ra. Thì vòng nó dễ hơn. Thường muốn biểu diễn cho quý vị thấy là cái dễ dàng nó cỡ nào. Cười, anh Lân cười ha. Thấy văn da anh bây giờ thẳng ra rồi ha. Wow, không biết là mình có cần phải chích thuốc tê gì không? Có chích trước rồi. Có. Trước khi mà ấy vào thì có vấn đề chích thuốc tê. Có chích trước là nãy rồi. Dạ. Lúc mà đang đợi thì chích chút xíu thuốc tê. Thành anh Lân mới cười tươi tỉnh như vậy. Đó, thấy không? Thấy cái vô chưa gì sẽ không? I mean y tá. Như vậy là thì xong. Kính thưa quý vị, đó là khi rút cái kim ra rồi. Thì như vậy cũng nhanh quá ha. Rất nhanh. Cái này á làm chừng action nửa tiếng thôi à. Làm 10-20 sợi chỉ chừng nửa tiếng thôi. Mà có thể nâng cái da mình lên được mà không cần phải mổ xẻ gì hết. Chỉ có vết kim thôi. Thì anh Trọng với quý vị biết rồi, vết kim cũng như mình đi lấy máu á. Mình lấy máu, mình lấy kim, mình hút máu ra xong rồi đâu có thẹo gì nữa, đúng không? Ngày hôm sau đâu có thẹo gì nữa. Second one or
second. Okay. Đây là cái mũi kim thứ nhì, kính thưa quý vị. Sợi chỉ thứ nhì đó. Cái sợi chỉ thứ nhì. Cái sợi chỉ á, nó bự như vậy nè, đó. Like this. Anh giọng thấy không? Yes. Nó có cái gai nữa, anh giọng nhìn đó, nhìn thấy nó có cái gai trong đó nữa. Oh, wow. Như vậy là như vậy nó để nó nằm trong nó có tiêu không bác sĩ? Nó tiêu nhưng mà nó gai vậy, nó gai trong đó. Ồ dạ đúng rồi. Đó. Đúng rồi, cái này nó có cái gai. Có cái bóp hoài thì để chi nó kéo cái chỉ lên, nó kéo cái da của mình lên, nó có như cái cái sợi dây kẽm vậy không? Sợi dây nó mình kéo lên chút xíu. Sao như rồi cái chỉ nình nó có tan không bác sĩ? Nó tan với cái đấy, nó tan khoảng 1 năm tới 1 năm rưỡi nó tan. À như vậy 1 năm 1 năm rưỡi là mình đi kéo tiếp. Nếu mình muốn kéo tiếp. Nếu mình kéo tiếp. Không như vậy là bao nhiêu mũi rồi thưa cô Hồng? Dạ, được 2 Như vậy là được 2 sợi chỉ rồi. Mỗi bên 5 sợi bự. Một bên 5 sợi. Dạ. Oh, wow. Là 10 sợi tổng cộng. Rồi mình kéo chỉ vậy, có nào nó tụt chỉ không bác sĩ? Chỉ không, chỉ không nó có cái gai. Không có tụt, chỉ là không có tụt. Chỉ là cái gai. Mà rồi khi mà nó tan, nó làm cho cái da mình đẹp hơn nữa. Cái texture, nó có collagen, nó làm cho cái texture của mình nó đầy đặn hơn. Cái vết nhăn nhỏ nhỏ. À, anh Tuấn vừa mới có một câu hỏi là cái chỉ nó có tuột không, thì cô Hồng người đang làm cái công việc này cho biết rằng không có tuột với và cái sự. Tại vì cái này nó nằm ở dưới da mình chứ đâu phải nó đâu có cột gì với nhau đâu. Dạ. Chỉ nằm ở dưới da thôi. Da để rồi nó kéo cái da mình lên, rút cái da mình lên rồi nó làm cho cái da mình đầy đặn hơn. Oh wow wow. Thì da nếu mà chút xíu nữa, hơi đau xíu mà. Anh mai mốt da anh thẳng lên anh mà đẹp quá mà. Đúng rồi, mai hơi đau một chút thì nó hồi nãy chưa chích thuốc đây nhiều hả? Cũng có nhưng mà da hồi nãy chích thuốc đây trong bóng tối thành ra. Vậy đó ở trong cái góc bóng tối này kia lũng mình anh Trọng đang nói nha. Dạ. Chích thuốc đây chị như vậy là cái sợi chị này là sợi chị thứ mấy thưa cô Hằng? Thứ ba kính thưa quý vị, đã là có ba sợi chị vào khuôn mặt không? Bây đó, giờ nhưng mà như mai mốt mấy cô có muốn hôn anh Lân thì nó có đụng sợi chỉ không? Đụng chỉ. Ừ. Thoải mái. À kính thưa quý vị, nếu mà có vào bao sợi chỉ quý vị có hôn cũng không có sao hết trơn. Yeah. Oh wow. Kéo chỉ. Đặc biệt cái này quá. Á, không tính là phải làm cho anh Trọng nhưng mà nhưng mà anh sợ quá không phải sợ nhưng mà tôi phải dành cái người mà có thể nói rằng sợ để anh cho trẻ quá trẻ quá mấy cô anh lớp này nó không cho tôi trẻ hơn anh á. Anh phải nói là phải để tôi trẻ mới được. Vâng đúng vậy kính thưa quý vị, nhưng mà chắc là trong tương lai tôi cũng sẽ là một ứng cử viên không những 5 chỉ mà có thể tới 10 chỉ luôn, 20 chỉ, 20 chỉ luôn. Anh thấy cái trường hợp demo này rồi anh phải trả tiền. Thì chúng tôi trước mặt ống kính truyền hình thì chắc quý vị thấy cái cách làm việc của cô Hồng cũng rất là nhẹ nhàng và tôi thấy thì cũng không có gì là gọi là lo lắng cho nhiều. Và đến bây giờ thì đã ba cái sợi chỉ được nằm ở trong cái bốn rồi, cái thứ bốn rồi đó. À, cái thứ tư chị Hồng, cô Hồng làm nhẹ nhàng nhất. Ồ vậy hả? Vâng. Cái thời gian huấn luyện cái này bao lâu thưa bác sĩ? Cái này cô chị Hồng làm cái này cũng chị Hồng làm trong cái ngành thẩm mỹ là 4-5 năm rồi hả chị Hồng? Mấy năm? 5 năm rồi. Vâng. Wow. Tức là y tá chuyên về thẩm mỹ 5 năm này rồi. Yeah. Tức là ở đó chỗ Michael train mời những expert đó, những khi mà có những cái product mới, có những cái expert mới, những bác sĩ mới đến train. Yeah. Nhìn thấy thì nó cũng hơi thấy không? Lúc Tuấn nhăn mặt nhăn mày tại Tuấn còn trẻ để chừng 20 năm nữa. Không, không là vì em sợ máu. Dạ. Có máu gì 20 không? Năm nữa em sẽ tới 40 cái ở trong đó, 40 sợi chỉ ở trong đó. Mà thấy cái máu me gì đâu? À không, thật sự thì đến bây giờ chúng tôi chưa thấy có một cái máu me gì trên khuôn mặt hết. Thì không có một giọt máu nào hết. Đó. Zoom sát vô quay là thấy sợi chỉ lòi ra cho thấy nè. Nhưng mà thưa cô Hồng với là thưa bác sĩ, khi sau khi chích xong như vậy thì trở lại tình trạng bình thường, hoạt động bình thường thì anh Lân đòi hỏi thời gian bao nhiêu? Thì bình thường thôi, nhưng mà đừng có nói chuyện nhiều, nó hơi căng chút xíu. Tại mình cảm giác nó căng cái da mặt mình. Liên lập tức sau bây giờ nè. Nếu mà nói chuyện cười lớn hay gì đó thì có thể cảm thấy nó hơi căng cái da mặt căng. Quá hay luôn, trời đất ơi. Đó, như vậy là bên kia cũng phải chích vào như vậy. Cũng hệt như vậy, cũng mỗi bên 5 sợi vấn đề bên 5 sợi cho đều hết. Không phải mỗi bên cười cái ha. Bên này nó trẻ hơn. Rồi mấy cô chỉ thích có một bên là mệt đấy. Thì mình cũng thí nghiệm cũng được, bây giờ mình thí nghiệm mình làm một bên. Một bên thôi, để chúng ta để 6 tuần sau mình so sánh. Để không anh Lân? Mình xíu cho anh Lân đi. Bên
Quý vị đang cùng với chúng tôi qua cà phê sáng, và hôm nay chúng tôi dành thời giờ đặc biệt để gửi đến quý vị một trong những cái chương trình, một trong những cái việc mà có thể nói được rất nhiều người đề cập đến, có tên là V-List phải không anh Tuấn? Dạ, V-List là tức là biến cái khuôn mặt mình trở nên là hình chữ V. Ồ, hình chữ là V-List. Là cái nó xu hướng đẹp nhất ngày hôm nay. Xu hướng đẹp nhất ngày hôm nay là làm là chứ phải là hình chữ O giống em. Ồ, em không phải chữ O mà em chắc chữ N quá. Kính thưa quý vị, đó là một trong những cái gọi là trong cuộc sống chúng ta phải đối diện và làm việc với tất cả những cái khả năng của chúng ta. Nhưng bên cạnh đó chúng ta cũng không quên chăm sóc về cái sức khỏe của mình, về sắc đẹp của mình. Và có thể nói là ngành thẩm mỹ là một trong những cái ngành mà hiện nay được rất nhiều người yêu chuộng. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua cà phê sáng, và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát.